Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Nếu cô chú, các anh chị và các bạn là người mới đến xem Giá Lúa Gạo hôm nay, nhớ để lại một lượt đăng ký, một lượt like, ấn vào cái chuông để cô chú, các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Thông tin Giá Lúa Gạo hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024, thị trường gạo thế giới biến động mạnh. Đáng chú ý là Indonesia mời thầu gạo tháng 9 với số lượng gần nửa triệu tấn, con số cao kỷ lục. Trong khi đó, Ấn Độ nới lỏng chính sách hạn chế xuất khẩu gạo. Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia Bolon vừa ra thông báo mời thầu gạo tháng 9 với sản lượng cao nhất từ đầu năm đến nay, lên tới 450.000 tấn gạo trắng 5% tấm. Thời gian nhận hàng tại cảng của Indonesia từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Trước đó, ngày 13 tháng 9, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, quyết định bỏ chính sách giá sàn xuất khẩu với mặt hàng gạo Barmati áp dụng sau lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng. Ban đầu giá sàn được áp dụng là 1.200 USD, sau đó giảm xuống còn 950 USD. Cơ chế giá sàn giá gạo Barmati nhằm hạn chế các sản phẩm gạo non-bát Barmati trà trộn vào xuất khẩu. Hiện tại nguồn cung gạo tăng lên và các nhà xuất khẩu gạo kêu gọi chính phủ giảm hoặc bỏ giá sàn để giải phóng hàng tồn kho cho nông dân. Việc nới lỏng chính sách xuất khẩu này giúp nguồn cung gạo thế giới được cải thiện phần nào, song vẫn còn thiếu hụt lượng lớn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-bát Barmati vẫn còn hiệu lực. Trên thị trường thế giới, cuối tuần trước giá gạo các nước xuất khẩu lớn có xu hướng giảm khoảng 10 USD trên tấn so với đầu tháng 9. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo 5% tấm của Việt Nam và Thái Lan hiện cùng 563 USD trên tấn. Thông tin giá lúa gạo trong nước hôm nay. Ngay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, giá tăng với mặt hàng gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm. Giá lúa duy trì đi ngang, thị trường gạo giao dịch ổn định. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hôm nay, giá ổn định với mặt hàng lúa. Giá gạo tăng từ 50 đến 200 đồng một ký. Thị trường giao dịch ổn định. Tình hình lúa ở các địa phương hôm nay như sau. Ở Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, giao dịch lúa mới ít, giá lúa ít biến động. Tại Hậu Giang, giao dịch lúa thu đông ổn định, giá ít biến động. Tại Cần Thơ, giao dịch lúa mới ít do mưa rải rác, giá lúa cao. Tại Bạc Liêu, giao dịch lúa mới ít, giá tăng nhẹ. Cập nhật tình hình gạo tại các địa phương hôm nay. Tại các kho mua nhiều, giá tăng nhẹ. Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, lượng về ít, giá gạo chợ tăng nhẹ. Tại Lấp Vò, gạo đẹp giá tăng nhẹ, kho hỏi mua khá nhưng lượng về ít do mưa liên tục. Tại các chợ lẻ hôm nay giá ổn định, không có sự điều chỉnh so với ngày hôm qua. Ở mặt hàng gạo lẻ, trên thị trường xuất khẩu hôm nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận không có sự điều chỉnh. Gạo 100% tấm có giá 452 USD trên tấn. Giá gạo thành phẩm hôm nay 13.000 đến 13.100 đồng một ký, tăng 100 đến 200 đồng một ký. Gạo nguyên liệu 10.700 đến 10.800, tăng 50 đến 100 đồng một ký. Giá tấm 8.600 đến 8.800 đồng một ký. Giá cám 6.000 đến 6.200 đồng một ký. Giá giảm 100 đến 150 đồng trên một ký. Tình hình giá lúa tươi tại ruộng hôm nay có sự biến động điều chỉnh như sau. Giá lúa ở Kiên Giang OM 34 7.100 đến 7.300 đồng một ký. Đài Thơm 8.100 đến 8.300 đồng một ký. OM 18 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Hương Châu 6 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Bạn L202 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.200 đến 7.500 đồng một ký. ST24 ST25 9.700 đến 10.700 đồng một ký. Nếp tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. RVT 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Zmin 7.800 đến 8.200 đồng một ký. IR 50404 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại An Giang. OM 5451 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Đài Thơm 8.000 đến 8.200 đồng một ký. OM 18 7.800 đến 8.000 đồng một ký. IR 504 7.000 đến 7.200 đồng một ký. RVT 7.800 đến 8.100 đồng một ký.
lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Giá lúa tại Bạc Liêu và Cà Mau ST24 9.700 đến 10.500 đồng một ký. OM 5451 7.400 đến 7.600 đồng một ký. OM 18 7.800 đến 8.000 đồng một ký. RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.900 đến 8.100 đồng một ký. ST21 9.800 đến 10.500 đồng một ký. IR 50404 7.000 đến 7.200 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.500 đến 7.700 đồng một ký. OM 380 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Vàng L202 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM 34 7.200 đến 7.300 đồng một ký. Hương Châu 6 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Giá lúa tại Sóc Trăng và Tiền Giang IR 50404 7.200 đến 7.300 đồng một ký. OM 18 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM 380 7.200 đến 7.500 đồng một ký. OM 34 7.100 đến 7.300 đồng một ký. Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký. OM 5451 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Hương Châu 6 7.400 đến 7.800 đồng một ký. RVT 8.000 đến 8.200 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. ST24 ST25 9.800 đến 10.600 đồng một ký. Nàng Hoa 7.500 đến 7.700 đồng một ký. VNR20 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Giá lúa tại Trà Vinh và Vĩnh Long IR50404 7.100 đến 7.300 đồng một ký. OM34 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM4900 7.800 đến 8.000 đồng một ký. OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Lúa Nhật 7.700 đến 8.000 đồng một ký. Nàng Hoa 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký. Giá lúa tại Cần Thơ và Hậu Giang IR50404 7.100 đến 7.300 đồng một ký. OM 18 7.900 đến 8.100 đồng một ký. OM 5451 7.400 đến 7.700 đồng một ký. Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký. RVT 7.900 đến 8.100 đồng một ký. ST21 9.600 đến 10.400 đồng một ký. Hương Châu 6 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Japonica 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Jasmine 7.900 đến 8.200 đồng một ký. OM34 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nàng Hoa 7.500 đến 7.700 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Đồng Tháp và Long An OM18 8.000 đến 8.100 đồng một ký. OM5451 7.400 đến 7.700 đồng một ký. Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký. IR50404 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM380 7.300 đến 7.500 đồng một ký. Hương Châu 6 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Nếp Tươi 7.900 đến 8.100 đồng một ký. Jasmine 7.800 đến 8.200 đồng một ký. ST24 ST25 9.800 đến 10.500 đồng một ký. Nàng Hoa 9 7.600 đến 7.800 đồng một ký. OM34 7.200 đến 7.300 đồng một ký. OM4900 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Tình hình giá lúa tại Tây Ninh Nàng Hoa 7.400 đến 7.600 đồng một ký. IR50404 7.100 đến 7.300 đồng một ký. Đài Thơm 88.000 đến 8.200 đồng một ký. OM4900 7.700 đến 7.900 đồng một ký. OM5451 7.300 đến 7.500 đồng một ký. OM380 7.200 đến 7.400 đồng một ký. OM34 7.200 đến 7.400 đồng một ký. Nếp Tươi 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Tình hình giá gạo tại các chợ lẻ hôm nay như sau: gạo Nàng Hoa chín 20.000 đồng một ký, gạo Nàng Nhem 28.000 đồng một ký, gạo Jasmine 18 đến 20.000 đồng một ký, gạo Tẻ Thường 15 đến 16.000 đồng một ký, gạo Trắng Thông Dụng 17.000 đồng một ký, gạo Thơm Thái hạt dài 20 đến 21.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 20.000 đồng một ký, gạo Sóc Thường 18 đến 19.000 đồng một ký, gạo Sóc Thái 20.000 đồng một ký,
gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng một ký, gạo thơm Nhật 22.000 đồng một ký. Chân thành cảm ơn cô chú, các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này.